Với chủ đề nền tảng thứ ba xu hướng và hiện thực triển khai, nội dung hội thảo đi sâu vào khai thác việc ứng dụng thực tế tại Việt Nam của các xu hướng công nghệ trên nền tảng thứ ba, đó là điện toán đám mây, dữ liệu lớn, di động, mạng xã hội và Internet của sự vật. Đặc biệt, đa số doanh nghiệp quan tâm về giải pháp công nghệ thông tin điện toán đám mây và khả năng ứng dụng, vì giải pháp này giúp tiết giảm đầu tư ban đầu, chi phí vận hành và tạo sức cạnh tranh với hạ tầng công nghệ thông tin năng động. Công nghệ đám mây giúp khách hàng có thể lựa chọn cách thức và địa điểm sử dụng dịch vụ trên đám mây riêng, đám mây công cộng hoặc kết hợp cả hai. Ngày nay, những khoản đầu tư lớn trên toàn cầu vào các trung tâm dữ liệu đám mây, các hệ sinh thái phong phú cùng khả năng cung cấp các công cụ đa dạng chính là minh chứng cho lợi ích tối ưu mang lại cho doanh nghiệp. Theo sách trắng công nghệ thông tin 2014, ngành công nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục khởi sắc với tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin năm 2013 đạt trên 39 tỷ đô la Mỹ, tăng 55% so với năm 2012. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử tăng trưởng mạnh, doanh thu nhờ hoạt động xuất khẩu, công nghiệp phần mềm và nội dung số sau thời kỳ đối mặt với nhiều khó khăn đã có những bước chuyển khả quan với tổng doanh thu khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ. Which we're gonna do later. You may not even come at 20 million, depending on what your product is. A little bit ahead of us, Russia, Turkey, China, India, in Europe, the restaurant seems to like to do their. So obviously, be a big population becomes. Power. So I think the mistake that people make, for example, when they look at Indonesia. So the investors that we have today, they are very Southeast Asian focused and focused on companies that, you know, would go global, would go big. So today what they were sharing is really for any startup who wants to scale is to really figure out and choose your markets wisely. This is the current version that we have in. We feature technology on the direct data. That is modify your content input flow, the screenshot. On the left is the mobile website. We get forum in Vietnam, the following region. The media. Trong buổi tọa đàm, hầu hết các khách mời đều đồng quan điểm rằng thị trường lao động ngày càng khắt khe và thử thách hơn. Điều này đòi hỏi sinh viên nên có cái nhìn thực tế và chiến lược. Trước sự cạnh tranh cơ hội việc làm trong nước, sinh viên cần trang bị một số kỹ năng quan trọng. Ngành công nghệ thương mại điện tử đang là mảnh đất còn khá mới, nhưng lại rất tiềm năng đối với các bạn trẻ có ý định khởi nghiệp. Phiên thảo luận thông qua việc chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của khách mời, tư vấn về cách giải quyết vấn đề nan giải như tìm vốn đầu tư, tìm đội ngũ nhân lực, cộng sự hay xác định thời gian thích hợp để bắt đầu dự án khởi nghiệp. Chủ nhân của vé xe rẻ.com là anh Trần Nguyễn Lê Văn. Anh đã lên ý tưởng và khởi nghiệp vé xe rẻ khi còn đang du học. Vào năm 2012, khi đang học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Mỹ theo diện học bổng, trong lúc rảnh rỗi, anh Văn lên mạng đọc báo Việt Nam cho đỡ nhớ nhà. Thấy hình ảnh nhiều người phần lớn là sinh viên, người lao động phải xếp hàng cả ngày để mua vé về quê, quá lãng phí thời gian.
Anh tự hỏi tại sao không áp dụng mô hình đặt vé máy bay trực tuyến cho xe khách ở Việt Nam và ý tưởng về mô hình vé xe rẻ ra đời. Thị trường xe khách tại Việt Nam được đánh giá rất tiềm năng. Ý tưởng bán vé xe khách qua mạng đã có nhiều người làm trước đó. Một số dự án tương tự đã được lập ra nhưng thất bại trong thời gian ngắn. Nhưng nếu dự án vé xe rẻ của Trần Nguyễn Lê Văn thành công, nó sẽ giúp cho lĩnh vực vận chuyển và du lịch trong nước có sự thay đổi tích cực. Ý thức được điều này, anh Văn quyết định đi theo tiếng gọi của đam mê và khát vọng, lấy kiến thức đã tích lũy trong nhiều năm du học để khởi nghiệp tại quê nhà, thay vì làm công cho một công ty ở nước ngoài. Nhiệm vụ chính của vé xe rẻ là cung cấp thông tin về lịch trình và giá vé của các chuyến xe khách hoạt động trên toàn quốc. Từ đó, hành khách có thể ở nhà đặt vé qua mạng, tiết kiệm được chi phí đi lại và chọn được một nhà xe có giá vé phù hợp nhất cho mình. Cũng chính trong thời gian này, anh Văn và đồng sáng lập của mình đã đem dự án này đi thi và nhanh chóng đạt được nhiều giải thưởng lớn cả trong nước lẫn quốc tế. Cũng giống như rất nhiều startup khác, bước đầu của dự án vé xe rẻ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thị trường xe khách tại Việt Nam tuy lớn nhưng rất phân mảnh. Bên cạnh đó là vấn đề sử dụng vốn và đặc biệt là phải có những đồng sự tâm huyết. Nhưng rồi dự án vé xe rẻ cũng vượt qua được những khó khăn để có được bước khởi đầu thành công khi trở thành đối tác của gần 21 hãng xe lớn trên khắp cả nước. Vé xe rẻ cũng cung cấp thông tin và đánh giá về gần 1.000 hãng xe và 3.000 tuyến đường trong cả nước. Lượng truy cập vé xe rẻ mỗi ngày đạt trên 10.000 lượt với giá vé được cập nhật thường xuyên. Để dự án vé xe rẻ không bị thất bại sau khi thực hiện, anh Văn chia sẻ. Theo Văn thấy có 3 yếu tố quan trọng nhất. Cái yếu tố đầu tiên đó chính là sản phẩm, thường chiếm khoảng 30%. Là sản phẩm của mình có đủ tốt hay không? Người dùng có nhu cầu về cái sản phẩm của mình hay không? Cái kế đến là cái yếu tố về thị trường. Thị trường có đủ lớn hay không? Ví dụ như thị trường vé xe khách là có hơn 24 triệu người có nhu cầu sử dụng nó. Rồi và cái yếu tố cuối cùng đó chính là đội ngũ. Đội ngũ của bạn có mạnh hay không? Có đoàn kết hay không, có gắn bó hay không, và có sẵn sàng làm tới cùng để mà thực hiện cái ý tưởng này không. Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp, sau khi tìm được đồng sự đưa ra được ý tưởng khởi nghiệp lại băn khoăn về tài chính, không biết làm cách nào để thu hút nhà đầu tư. Nhưng theo anh Văn, startup phải cố gắng làm tốt sản phẩm của mình, nhà đầu tư sẽ tự tìm đến. Cái kinh nghiệm của Văn thấy, hồi xưa khi mà Văn ở Việt Nam thì Văn chỉ suy nghĩ mình chỉ cần mình gửi một cái kế hoạch kinh doanh cho nhà đầu tư là coi như ngồi chờ đợi họ gọi đến mình và họ phỏng vấn, họ đầu tư cho mình. Nhưng mà thực tế thì nó không phải vậy. Cái nhà đầu tư quan tâm là không phải là một cái ý tưởng trên giấy mà họ cần một cái gì đó thật sự, một cái điều gì đó chứng minh là mình thật sự mình đam mê, mình sẵn sàng làm đến cùng với cái dự án này. Cứ đến mùa dịp lễ Tết trong năm thì nhu cầu đi lại bằng xe khách trở thành vấn đề bức thiết, dẫn đến tình trạng như bán vé chợ đen, xe kém chất lượng hoạt động không kiểm soát, gây nhiều thiệt hại cho hành khách. Website vé xe rẻ.com ra đời đã phần nào giúp người dân chủ động chọn cho mình một hãng xe uy tín và giá cả phải chăng để sử dụng. Việc xây dựng một ý tưởng mang tính xã hội thiết thực với cuộc sống sẽ giúp việc vận dụng vào thực tế khả quan hơn, chứ không chỉ mơ hồ là một dự án nằm trên giấy. Trước giờ doanh nghiệp sử dụng biện pháp đặt vé là hoàn toàn thủ công, như là đặt vé, đổi chuyến, đổi vé thì rất là phức tạp mà không có giải quyết được nhiều vấn đề, thì vô tình thì mới liên lạc được với anh Văn bên vé xe rẻ để sử dụng phần mềm BNS. Thì từ khi sử dụng phần mềm thì nhà xe giải quyết được rất là nhiều việc, như là nhân viên đặt vé, chuyển vé cho hành khách thì dễ dàng, thuận tiện hơn. Nhà đầu tư họ sẽ quan tâm đến cũng khá nhiều cái tiêu chí. Cái ý tưởng đấy nó có thiết thực với người tiêu dùng hay không, hay là đối với doanh nghiệp hay không? Khi mình áp dụng vào thực tế, mình triển khai thì mình có thể làm được hay không? Một cái nữa đấy là việc là mô hình business, kinh doanh thì mình phải có doanh số và lợi nhuận để duy trì hoạt động của nó. Trên cơ sở của tất cả những yếu tố trên thì cái khoản đầu tư đấy nó có mang lại lợi nhuận không, bởi vì quỹ đầu tư thì cho dù họ hướng tới một hỗ trợ một cái doanh nghiệp startup hay đầu tư vào một công ty nào đấy, thì điều cuối cùng là sau khi họ bỏ công sức họ hỗ trợ cái doanh nghiệp để phát triển thì cuối cùng cái khoản đầu tư nó có mang lại hiệu quả không. Về tương lai của vé xe rẻ, anh Trần Nguyễn Lê Văn cho biết trước mắt anh sẽ tập trung vào mảng xe khách, sau đó sẽ là tàu lửa và máy bay. Tương lai, vé xe rẻ có thể vươn rộng ra thị trường hai nước láng giềng. Hiện nay có rất nhiều các cuộc thi khởi nghiệp ra đời, thu hút sự quan tâm rất lớn của các bạn trẻ muốn khởi nghiệp. Nhưng đa số các ý tưởng này vẫn nằm ở kế hoạch trên giấy mà chưa có những ứng dụng rõ ràng, cho nên rất khó để thu hút được nhà đầu tư. Vì vậy, các ý tưởng của startup nên thể hiện bằng một sản phẩm thực sự, cũng như có kế hoạch phát triển thật chi tiết.
Đầu tiên các bạn hãy vào trang web vé xe rẻ.com. Trên trang này, các bạn hãy chọn điểm đi và điểm đến ở phần tìm vé xe. Tiếp tục chọn ngày đi và ngày về. Và cuối cùng là chọn số lượng hành khách. Nhấn nút tìm vé. Ngay sau đó, vé xe rẻ sẽ liệt kê danh sách nhiều hãng xe có phục vụ chuyến bạn vừa tìm cùng với giá vé khác nhau. Bạn chọn vé của hãng xe phù hợp và nhấn nút đặt vé. Các trang web sẽ cho biết những thông tin để chúng ta liên hệ đặt vé. Các bạn cũng có thể đăng những góp ý nhận xét về hãng xe và dịch vụ để chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.